Xin chào các anh chị đang xem kênh Fast Car, trung tâm mua bán xe ô tô đã qua sử dụng và mình là Quý Anh. Thì hôm nay là thứ bảy, bên Fast Car về thêm rất là nhiều xe 5 chỗ khác nhau nữa. Các anh chị nhớ ở lại xem hết video với lại Quý Anh để mình xem thử có những chiếc xe nào đang về phù hợp với nhu cầu của mình không, để mình lựa chọn xe mình đi Tết nha các anh chị nha. Rồi bên này ha, đây là chiếc VinFast Fairview đời 2020 các anh chị. Xe mới đi có 19.000 km thôi nha, 4 vỏ zin theo xe nè. Xe này thì đang được bán với giá là 378 triệu các anh chị nha. Nước sơn màu đỏ, các anh chị nào mệnh hỏa nè, thích xe màu đỏ mình mua chiếc này đi Tết là rất là thích hợp luôn ha. Xe thì còn đăng kiểm đến tháng 7 2022. Vỏ thì vỏ zin theo xe các anh chị, có dán phim cách nhiệt nè. Ở phía sau thì có trang bị cho mình nè, camera lùi rồi các anh chị. Nắng quá các anh chị, giữa trưa rồi nhưng mà xe về rất là nhiều cho nên là tranh thủ ra quay từng cái xe mới về cho các anh chị luôn ha. Các anh chị cứ theo dõi trên kênh đi, nếu mà ưng chiếc nào thì Quý Anh tí nữa có thời gian Quý Anh quay thêm chi tiết xe để cho các anh chị mình dễ dàng lựa chọn luôn ha. Nhiều khi ở xa mình coi qua video chi tiết rồi chốt lấy xe đặt cọc thì Quý Anh vận chuyển xe đến tận nhà cho các anh chị nè. Xe này thì full lịch sử bảo dưỡng hãng luôn các anh chị nha. Rồi mình nhìn sơ phần lốp xe ha. Đây, gai gió còn cực kỳ sâu luôn các anh chị. Gai gió còn rất là sâu nha. Rồi tiếp theo qua bên này luôn nha. Đây là Honda ra đời 2019 các anh chị. Xe này thì đi được 46.000 km rồi và đang được bán với giá là 506 triệu các anh chị nha. Nước sơn màu trắng nè. Các anh chị nào mà lấy xe mình đi gia đình cũng được, chạy dịch vụ cũng được. Nói chung xe đã qua sử dụng thì cái vấn đề mà xe xước xát hay là có giảm tuốt qua một vài chỗ thì mình không thể tránh khỏi, cho nên là các anh chị mua xe mình đừng có lăn tăn quá về cái phần này nha các anh chị nha. Tí nữa có thời gian Quý Anh quay chi tiết cho các anh chị mình xem, nhớ ở lại trên kênh của Quý Anh nha, để cập nhật những chiếc xe mới về nè các anh chị. Xe này có dán phim cách nhiệt viền che mưa ha các anh chị ha. Nội thất thì ghế da full lịch sử hãng luôn các anh chị. Đăng kiểm và đường bộ thì còn đến tháng 6 của năm 2023 lận vô tư đi luôn á nha. Đấy, xe này thì cũng vỏ zin theo xe luôn các anh chị. Biển số thì ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Lấy chiếc này tiết kiệm được 20 triệu tiền biển số nè các anh chị. Rồi bên này ha, bên này là Mazda 6 đời 2015 các anh chị. Mới đi có 35.000 thôi nha. Chiếc này là cực kỳ cọp luôn á và đang được bán với giá là 568 triệu ha. Nước sơn màu đen, có cảm biến trước, cảm biến sau nè. Xe này đời 2015 và vẫn hỗ trợ ngân hàng được cho các anh chị nha, tầm 60% tùy theo định giá của ngân hàng các anh chị. Xe này thì có dán phim cách nhiệt nè. Mazda 6 thì nó nằm trong phân khúc sedan D ha, chung với lại Camry nè, Sonata nè, Kia Optima ha. Nếu mà các anh chị nào mà đã yêu thích cái dòng xe Mazda 6 này rồi thì không thể nào là bỏ qua chiếc này. Chiếc này rất là cọp luôn các anh chị. Xe này gia đình sử dụng một chủ từ đầu cho tới bây giờ luôn nha. Chủ sử dụng rất kỹ, nhìn chất xe là mình biết liền rồi các anh chị. Đấy, đi mới có 35.000 thôi. Rồi ok các anh chị ha. Tiếp theo mình qua bên này luôn các anh chị. Đây là Toyota Vios bản E số sàn đời 2018 các anh chị. Xe này thì đi được 45.000 km rồi. Biển số 93 là ở Bình Phước ha. Đang được bán với giá là 368 triệu các anh chị tham khảo ha. Xe này nước sơn màu vàng be các anh chị, vàng ghi ha. Có dán phim cách nhiệt, viền che mưa, ốp chén cửa cho mình nè. Đấy, ốp viền đèn ha. Xe này thì chưa có cam lùi, chưa có cảm biến lùi các anh chị. Mình nhìn sơ cái phần nội thất nha. Nội thất là ghế da, vỏ thì rất là sâu các anh chị. Nội thất ghế da ha. Sàn simili, có nẹp bước trong, nẹp bước ngoài nè. Trần 5D các anh chị. Xe này thì số sàn cho nên là chưa có màn hình cảm ứng các anh chị nha. Vios thì khỏi phải nói rồi, một chiếc xe quốc dân luôn, bán hoài không chán. Rồi trong này của anh còn một chiếc Honda City nữa ha. Các anh chị nào mà đang còn tìm Honda City, hôm nay thấy video nhớ liên hệ cho của anh nha. Bởi vì Honda City hôm nay cũng hơi hiếm xe các anh chị. Mà bên Fast Car thì bán Honda City cái dòng này rất là chạy luôn. Về xe nào là bán liền xe đó. Nên là các anh chị đã yêu thích rồi thì nhớ mình tranh thủ mình mua xe ngay nha. Đây là Honda City bản CVT đời 2020 các anh chị. Xe mới đi có 15.000 km nha. Đang được bán với giá là 488 triệu nha các anh chị nha. 5 chỗ thì hiện tại của anh đang còn Mazda 3 nè. Mazda 3 2016 màu nâu các anh chị, 499 triệu ha. Mazda 6 đời 2016 616 triệu nè. Rồi mới vừa về thêm một chiếc Mazda 3 đời 2016 nữa các anh chị, bản hatchback. Nếu mà các anh chị đang cần tìm cái dòng đó thì ở lại xem hết video với Quý Anh nha. Tí nữa lên trên kia Quý Anh sẽ quay chiếc đó cho các anh chị mình xem ha. Đấy, xe này rất là đẹp các anh chị, nội thất ghế da ha. Rồi anh chủ này anh cưng xe cực kỳ luôn, ảnh dán decal nè, ảnh lên tùm lum đồ hết. Nói chung là đây là một chiếc xe rất là đẹp, rất là cọp luôn. Các anh chị mà yêu thích cái dòng Honda City thì không thể nào bỏ qua chiếc xe này nha. Rồi lên tiếp trên kia các anh chị. Rồi tiếp theo nha các anh chị nha. Đây là Mazda 3 đời 2016 bản hatchback các anh chị. Xe này thì
đi được 44.000 km rồi nha. Đang được bán với giá là 488 triệu các anh chị. Xe này biển số Sài Gòn luôn ha, nước sơn màu vàng ghi nè. Cái màu này của Mazda thì anh thấy hơi hiếm á các anh chị. Nếu mà các anh chị thích cái màu này thì mình không thể nào bỏ qua chiếc xe này nha. Đăng kiểm và đường bộ thì còn đến tháng 1 của năm 2022 lận các anh chị. Vỏ thì còn rất là mới, vỏ rất là sâu. Có dán phim cách nhiệt cho mình rồi nè. Ốp nẹp bước chân trong ngoài. Xe này mới vừa về hấp thì luôn á các anh chị. Nếu như mà tí có thời gian của anh sẽ quay chi tiết chiếc xe này cho các anh chị mình tham khảo ha. Còn có 3 tuần nữa là tới Tết rồi các anh chị. Mua xe trong thời điểm này luôn thì mình làm ngân hàng kịp nè. Rồi công an cũng kịp, mình làm giấy tờ hồ sơ cũng kịp nữa các anh chị. Còn có 3 tuần nữa là tới Tết rồi. Hiện tại thì đang về thêm rất là nhiều xe 5 chỗ 7 chỗ cho các anh chị lựa chọn luôn. Nên là nhớ ở lại trên kênh của Phát Ca để lựa chọn những chiếc xe mà mình ưng ý nha. Rồi dưới này là Mazda 3 đời 2013. Xe này là bản sedan các anh chị, một chủ sử dụng từ năm 2013 cho tới bây giờ luôn, nên là chất xe nó cực kỳ đẹp nha các anh chị nha. Xe này thì đi được 139.000 km rồi và đang được bán với giá là 376 triệu nha. Biển số ở 93 Bình Phước các anh chị. Nhưng chiếc xe biển số tỉnh á, bên của anh có hỗ trợ rút hồ sơ và sang tên trên toàn quốc cho các anh chị mình nha. Xe này đăng kiểm và đường bộ còn đến tháng 12 của năm 2022 các anh chị. Nội thất xe này là ghế da, tuy nhiên là cái phần da nó có hao mòn cho nên là anh chủ trước á ảnh bọc cái phần giải da lên á. Đấy. Xe thì có màn hình cho mình luôn các anh chị ha. Đời 2013 mà đã trang bị cho mình rất là nhiều option rồi, có cửa sổ trời luôn các anh chị. Nếu mà các anh chị nào mà thích cái dòng Mazda mà tầm tiền thấp á thì mình có thể tham khảo mình lấy chiếc này nha. Rồi nãy giờ anh đã tổng hợp hết được những chiếc xe 5 chỗ vừa mới về bên Phát Ca. Nếu mà các anh chị có thích chiếc nào á thì liên hệ trực tiếp cho của anh nha. Còn nếu mà chưa có ưng ý chiếc xe nào ở đây thì cứ để lại nhu cầu bên dưới đi, anh sẽ liên hệ cho các anh chị khi mà có cái xe đúng ý các anh chị về. Hoặc là các anh chị nhấn vào đăng ký kênh của anh đi, rồi nhấn vào biểu tượng chuông thông báo nha, để những chiếc xe nào mới nhất bên Phát Ca về thì các anh chị sẽ là người đầu tiên có thông tin nè. Hiện tại thì cái mùa này vẫn còn giao xe tận nhà cho các anh chị. Các anh chị xem qua video chi tiết đi. Ok, ưng xe thì đặt cọc cho anh 20 triệu nha. Của anh vận chuyển xe đến tận nhà cho các anh chị. Các anh chị kiểm tra một lần nữa đúng như gì bên của anh cam kết thì mình mới thanh toán hết phần tiền còn lại. Và sẽ hỗ trợ các anh chị ký hợp đồng mua bán hoặc là hợp đồng ủy quyền tại gần nhà các anh chị. Mình sẽ không cần phải đi đâu xa, tốn nhiều thời gian, tốn nhiều công sức. Các anh chị cứ yên tâm nha. Hiện tại nếu mà các anh chị có một chiếc xe mình không sử dụng tới, mình không có sử dụng nhiều, mình muốn bán hoặc là mình muốn lên đời đổi xe thì cứ liên hệ cho của anh nha. Trong tương lai thì Phát Ca sẽ phát triển và mở rộng thêm rất là nhiều, nên là đang còn mua thêm rất là nhiều xe 5 chỗ, 7 chỗ bán tải cũ khác nhau nữa các anh chị. Các anh chị cứ liên hệ trực tiếp cho của anh đi. Của anh sẽ hỗ trợ các anh chị là đến tận nhà các anh chị coi xe nè, thanh toán trong một lần luôn, rồi ký hợp đồng mua bán, hợp đồng ủy quyền gần nhà các anh chị. Sau đó là những cái thủ tục đều rất là rõ ràng, minh bạch nha. Các anh chị cứ yên tâm ha. Rồi cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn nãy giờ đã theo dõi hết video của anh nha. Đừng quên để lại một like và một lượt đăng ký kênh nha. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những video tiếp theo.